Hello, xin chào tất cả các bạn nhé. Video này mình có hai cây Đông Sehua tầm 883 khách gửi nhờ thanh lý này. Khách gửi nhờ thanh lý để lên đời các bạn nhé. Hàng còn khá là đẹp. Một cây la và một cây son các bạn nhé. Cây la và cây son. Hai đầu được bọc sừng bò Nam Phi. Đây, đồ đồng xe của đây 883. Để sau có hai chữ tinh luyện. Mình cho các bạn xem qua về phụ kiện gửi kèm nhé. Thì chúng ta sẽ có túi nhung này, màng dung đồng xe hùa vẫn còn nguyên này. Tiếp theo là dây treo này, dầu bôi trơn khớp nối này, keo azao. Một gói màng cao cấp nữa. Nói chung là màng dung này khách chưa sử dụng đến. Tiếp theo cái gói của cây son đây. Cũng có túi nhung này. Đây, bộ phụ kiện cũng gần giống như vậy. Dầu bôi trơn khớp nối này. Cái gói này có cả kéo nước này. Cũng hai gói màng dung và cục a dao, dây treo và hai gói màng dung. Nói chung y hệt như cái kia, đầy đủ phụ kiện nhưng mà không thấy cái ốp đâu. Đó. Không có cái ốp các bạn nhé. Đấy, hàng thanh lý thế nào thì mình sẽ gửi nguyên như vậy. Đây, cho anh em xem kỹ từng cây một. Đây. Là đó, trúc dày vừa phải, sừng bò Nam Phi, nói chung là còn khá là mới, trên 89% các bạn ạ. Giá là 2,5 triệu một cây nhé các bạn nhé. Giá mới của nó là 3,3 triệu. Đây là cây son này. Cây son này thì sẽ dày hơn cây la một chút. Rất là đẹp. Ok, bây giờ mình sẽ đi test âm hai cây này cho các bạn cùng tham khảo nhé. Rồi, đây là âm thanh của cây la nhé.
Tiếp theo là cái son nhá. Ok, anh em nào có nhu cầu thì liên hệ với mình nhé. 0971 889 836, 2,5 triệu một cây. Xin chào mọi người.